Tôi chỉ là một gà ngốc, chỉ biết trên môi nở nụ cười. Dù cho nhân gian là cay đắng, nhưng khi ai cần sẵn sàng tôi sẽ chia. Thật ra nhiều lần tôi khóc, thầm ước ao hạnh phúc riêng mình. Vì em tôi âm thầm chăm sóc, vì tôi luôn tin tương lai rồi sẽ khác. Tình yêu tôi chân thành trao em, dù biết rất ngọt như cây mà. Tình yêu tôi chân thành trao em, dù bao khó khăn chẳng ngăn bước tôi. Người ta thường nói tôi là kẻ ngốc nghếch. Người ta thường cứ hay như tôi trêu chọc, nhưng đâu biết rằng tôi yêu chân thành, thủy chung một người và yêu không toan tính. Dù cho cuộc sống lắm lúc mang thật nhiều nước mắt, người ta thì vẫn tính toán đông đau nhất hơn thua, thì tôi vẫn thương, tôi vẫn yêu người và thiết tha yêu đời. Vì con thì vẫn luôn tin rằng người tốt sẽ hạnh phúc suốt đời. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, đẹp mà tao lấy điện thoại thấy cũng đẹp. Tao nghe nè. Ôi, tao bận lắm mày ơi. Rồi, tao gặp mày sau nha. Ok, bye bye. See you again. Yeah, see you tomorrow. Ok, nice to meet you too. Ok, baby. Yeah. Ok, nice to meet you, my baby girl. Bận lắm. Về mấy ngày mà bận rộn quá. Dạ, chú em uống cà phê nha chú em. Anh nói tiếng Anh giỏi quá. Anh bảnh tỏn thiệt. Cho em hỏi nha, anh ăn cái gì mà mặt anh đẹp mà người anh dài vậy à? Nói em biết em phải ăn theo thôi. À, để tôi gọi điện thoại về tôi hỏi má tôi coi tôi ăn cái gì mà tôi đẹp dữ vậy ha. Rồi tôi bói cho anh biết nha. Dạ dạ. Minh ơi, mày thương chú thì mày đánh chú ba cái đòn gánh đi Minh. Chứ con mà ổng đánh là coi như là chú nợ ba con. Mới mốt tao xuống dưới tao gặp ổng, ổng xử tao bằng cái chĩa ba của ma dương quỷ sứ gì đó. Chắc chết tao quá Minh ơi. Ừ mà đúng là chết rồi thì mới xuống dưới gặp ổng. Nhưng mà tội nghiệp tao mày. Tao chết rồi mà tao còn bị chĩa ba quýnh nữa. Tội nghiệp tao. Cô quýnh chú đâu? Mày phải đánh. Tao năn nỉ. Tại vì hồi đó, tao với ba mày giao ước để ai mà bội bạc cái lời hẹn ước này là phải chịu ba cái đòn gánh. Mày làm ơn mày thực hiện cái điều đó đi cho tao nhẹ lòng. Chú không có lỗi gì hết á. Lỗi là tại Xuân hết kìa. Lỗi của chú. Chú không biết dạy con. Hiểu không? Mày đánh không? Tao năn nỉ mày đánh không? Dạ. Giờ tao lệnh cho mày đánh không? Dạ. Bây giờ mày cầm cái đòn gánh này nè. Dạ. Mày đánh tao ba rồi. Mày dám cả đời tao mày. Bây giờ mày nghe không? Dạ nghe. Đi. Khoan. Từ. Sao đòn gánh nhà mày tốt dữ vậy? Con biết đâu, chắc là gỗ tốt quá chú. Hồi con còn nhỏ xíu á, là con thấy có cái cây này rồi, tới giờ nó chưa hư lương của chú. Gỗ nó vậy cua vậy hả? Dạ. Trời ơi, gỗ tốt mà nó phan cho mình ba rồi. Thôi lỡ rồi phải chịu cho nó mũi dại lái chịu đòn. Mẹ con, mà chú vừa được ba rồi không chú? Chú ráng con. Ba mày, mày sao vậy? Dạ. Trời ơi, sao cơ bắp mày nó cuồn cuộn vậy? Nhưng mày chuẩn bị sức lực à? Trời đất ơi, nương tay chú nhờ. Xuân ơi, qua đây mẹ coi cho Xuân. Ba rồi chú chịu nổi không? Chú ráng con ơi, chứ giờ biết sao. Ôi, mũi dại lái chịu đòn. Mày nương tay tao cảm ơn mày. Đánh đi con. Hãy
lo quýnh chú đâu mà chú la vậy? Tôi chưa quýnh chú mà. Ủa chưa hả? Con không có quýnh chú đâu. Mày không quýnh là mày ngồi đó mày khóc. Tao còn đau hơn là bị quýnh nữa. Làm gì khóc? Mấy con không khóc nữa. Mày quýnh đi. Không sao đâu chú. Chú đừng có lo. Trước sau gì á, con cũng sẽ là con rể của chú thôi. Mày nói cái gì vậy Minh? Tao chỉ có mỗi một đứa con gái là con Xuân thôi. Ở đâu ra đứa thứ hai để mày vô mày làm rể? Thì đó, ý của con là con nói Xuân đó. Con á, trước sau gì cũng phải làm chồng của Xuân thôi. Bây giờ á, Xuân lỡ có bầu với người ta, cho nên á, Xuân cưới người ta. Sau này đẻ con rồi á, biết đâu á, người ta bỏ Xuân. Đó, cái lúc đó con sẽ nhào vô con cưới Xuân. Đó, như vậy hả, là con với Xuân cưới nhau. Chú không có làm gì bỏ ước cho tiếng của con hết á. Cho nên bữa nay con không quýnh chú đâu. Con sẽ cưới được Xuân. Anh ba gì ba? Nghĩ giải lao trở anh xuống đây chút xíu đi. Xuống mà coi, thằng con của mình nó khùng đến mức này nè trời. Gì con? Gì từ từ thôi. Má thấy anh Khánh đâu má? Có, hồi nãy nói má nó thèm cà phê, đi kiếm quán cà phê nó uống rồi. Thôi thôi, chết rồi. Con đã dặn má đừng có cho anh đi lung tung mà. Cái miệng của anh nó không lành danh hon luôn đó. Anh nói tùm lum la lộ hết rồi sao má? Chết. Sao má không nghĩ ra cà? Trời đất ơi, nó mà qua nhà con mẹ Sáu uống cà phê, bà cái bà nổi tiếng là nhiều chuyện, là lộ chuyện hết con ơi. Cái gì? Còn qua nhà của bà Sáu đó hả? Thôi thôi không được rồi. Má má vô con rồi thịt giùm con đi. Con chạy bển kia về liền. Thôi đi. Để má đi. Mày mà chạy qua đó là rần lên nữa. Nè đem cái giỏ vô. Má chạy qua đó liền. Má ù qua đó. Lẹ lẹ nha má. Ừ. Chị Sáu ơi, thiếu nước trà đá nè. Sáu ơi, vô liền phải lại gì đó thôi. Rồi, có liền. Trời ơi, chạnh chở chút đi. Gì ba? Để tôi rờ coi râu kịp hay râu vét. Đồ xịn đó trời. Cả muốn chết. Khoái lắm. Sư huynh, cái này cái quê mà có bộ đông vui ghê ha. Cái quê mà. Tối đây có quán nào nhậu bắt không? Không quá. Trời ơi, ít. Quán nhậu lắm. Muốn nhậu phải không? Cái kia bà Sáu đem rượu ra cái mình nhậu tại đây luôn à. Chứ bình thường á, muốn nhậu cái xuống ao thì gì đó bắt cá lóc cá chê hoặc thôi leo lên cây hái cái cốc cái sồi cái ẩu gì cái nhậu rồi vui vẻ là được. Thiên nhiên quá ta. Dân giả. Vậy chứ thanh niên ở dưới đây nó thích chơi cái gì? Thiếu gì chỗ mà chơi giải trí nè, karaoke nè ha, thôi pizza đầu làng nè ha, thôi đá gà nè ha, đá cá lê thia nè ha. Nhằm khi á bắt hai con dế dũi á nhét cái nhang vô ghim cho nó chạy qua chạy lại đó. Ui ơi. Sao càng ngày mà nó càng bớt vui đi. Đá gì cũng có hả? Vậy có đá banh chưa? Có chứ. Trời ơi đá banh đông nghẹt luôn. Vậy luôn á. Tôi nói anh ha, chiều nào tôi nói nhỏ xong nó xong cái rồi nó ra ruộng á. Chia phe nhau đá, đông nghẹt luôn. Không phải, ý không phải là cái đá banh đó là chỉ cho Sủ Nhi chơi thôi. Sủ Nhi? Sủ Nhi là thằng nào? Không hiểu hả? Sủ Nhi nghĩa là Nhi là Nhi đồng á, là nít á. Sủ á là con trâu á, kêu là trẻ trâu á, mấy đứa trẻ trâu á. Sủ Nhi trẻ trâu mà, nhỏ ha. Mình người lớn mình chơi phức tạp hơn nhiều. Nhìn anh cái mặt anh gì mà cũng thấy Sủ Nhi. Ê vậy mặt râu ria đàn ông nhưng mà Sủ Nhi sao được. Sủ Nhi. Sư huynh, mình là đàn ông. Mình là người lớn, không có chơi cái trò Sủ Nhi đó. Mình đá banh phải phức tạp hơn tụi nó nhiều. Tôi lớn tôi cũng đá banh hoài, có gì đâu phức tạp. Mình mở tivi lên, mình bắt độ. Cá độ á. Cá độ á. Có vụ đó không? Không, ở đây không có vụ đó đâu. Bỏ chuyện đó đi. Đại ca đây là bà con sao chú hai à? Em hả? Em bà con xa lắm á nha.
xa là sao? Cháu ngoại của ổng á, phải kêu ba của em là ông nội. Bà con xa hả? Ừ. Cháu ngoại của chú hai kêu ba tôi bằng ông nội. Cháu ngoại của chú hai kêu ba. Sao ơi, sao Khanh? Ý, trời ơi Khanh. À, đây thế mày, đây ngồi uống phê thế mày. Thôi thôi, đâu đâu có rảnh đâu. Đi đi con, đi về, về, có công chuyện, đi. Chưa uống xong, nay uống cà phê mà. Chưa uống xong hả? Đây, để tí mai uống cho, tiếc thì không biết nữa nào. Để tính tiền hả? Ê, được rồi, bà con không à? Để tôi trả cho, Tứ Hải cũng dây huynh đệ mà. Ê cha, Tứ huynh này mới gặp mà chịu chơi quá ta. Hôm nào anh em mình nhậu nha. À, tướng nhỏ nhoi vậy chứ tâm hồn rộng lượng lắm, không sao đâu. Thế mà chị quay rồi nghe, còn gãi dễ sợ ha. Được rồi, đừng có chịu con, chịu chú hai ghen. Cái thằng này, giỡn hoài. Đi con đi về gắt lẹ, lẹ. Về nhà con gắt gặp ha. Để về nha. Dạ, dạ. Khác gặp đi con, về lẹ. Nhanh lên con. Tía à, con biết á, là con sai rồi, là con làm cho tía khổ tâm. Nhưng mà con cũng lỡ rồi tía, chứ đừng có buồn nữa có được không? Tía buồn như vậy cũng đâu có làm được cái gì đâu. Nhìn tía như vậy á, con xót quá. Thì xót cho tía, vậy chứ mày có xót cho thằng Minh không? Tía à, chuyện của con với anh Minh á, cũng là tía với bác ba hứa với nhau. Con biết á, là anh Minh ảnh thương con. Thì anh Minh ảnh hiền lành như vậy, con cũng thương ảnh chứ bộ. Nhưng mà... Nhưng sao? Nói thiệt với tía, yêu thì con chưa có yêu ảnh. Mày chê thằng Minh, tưởng mày chọn ai? Mày chọn đúng cái thằng cà chớn lất cất. Tao nói thiệt với mày á, nếu mà không vì mày lỡ có bầu với nó, tao tống cổ nó ra khỏi nhà rồi. Ê, không phải vậy đâu tía. Anh Khanh á, ảnh là người thành phố nên mà nói năng như vậy thôi. Chứ tính tình của ảnh á, cũng không đến nỗi nào đâu. Đụng tới là binh chầm chầm liền thấy không? Mà tía nè, đám cưới xong á, ảnh cũng lên thành phố mừng ăn mà. Con với này chờ ngày sanh, tía cũng đâu có gặp ảnh nhiều đâu mà lo. Coi như gạo nấu thành cơm rồi chứ gì. Trời ơi là trời. Thôi được rồi, bây giờ mày tính cái gì mày tính, tí không có ý kiến gì nữa trơn á. Nhưng mà mày mừng ơn á, mày qua nhà thằng Minh, mày gặp nó, rồi mày xin lỗi nó một tiếng giùm tao. Tao rầu lắm rồi. Dạ, con biết rồi. Con sẽ qua nhà anh Minh xin lỗi ảnh mà. À mà tía, tía tía, con á, con thấy con có lỗi với anh Minh quá à. Nên là con đã suy nghĩ cách này để giúp ảnh đó tía. Giúp mình hả? Ừ. Cách gì? Con định á, qua nhà xin lỗi ảnh, xong rồi kêu anh lấy con Mận luôn. Trời ơi, con Mận á là nó mê anh Minh dữ lắm luôn đó tía. Mà anh Minh á lấy được con Mận thì coi như là chuột xa hữu nếp rồi còn gì nữa. Nhà con Mận nó giàu quá trời quá đất mà tía. Nhưng mà con nhắm có được không? Trời ơi, nó chịu sao không chịu. Nó mê anh Minh dữ lắm tía. Thiệt, mà con nói cho tía nghe, con Mận là bạn con biết tính mà. Anh Minh cũng vậy nữa, khỏi ông chết luôn à. Mà nghe lời con nói gì cũng nghe hết trơn á. Rồi, xong rồi đó. Vì là con giải quyết xong rồi. Tía đừng hay có lỗi với anh Minh nữa nha tía. Nha, con đi qua nhà anh Minh đó, đừng buồn nữa nha. Nha. Trời ơi, nó làm một hồi cái nó biến mất tiêu. Nhỏ là thoát ẩn thoát hiện. Mà nó nghĩ là cái cách này cũng hay à nghe. Đúng rồi, tìm được vợ cho thằng Minh, mà là vợ khá giả nữa, lúc đó mình mới ăn ngon ngủ yên, mình mới không có áy náy với thằng Minh chứ. Tôi hiểu hết rồi. Chú hai á, kể hết mọi chuyện rồi, kể hết trơn hết trọi luôn. Cho nên Sư không cần phải nói gì nữa đâu. Thiệt tình á, là tôi lỡ dại. Tại vì ở trên đó có mình ơn tôi à. Ai rủ đi đâu á thì tôi đi đó thôi. Ai ngờ. Tôi hiểu rồi.
Phải gì ngày xưa Xuân đừng đi học nghề làm tóc, ở yên ở đây nè, không cần làm gì cũng được hết á. Tôi có sức khỏe nè, tôi khỏe lắm luôn á, một mình ơi tôi làm cũng được rồi. Anh Hiền là anh tốt bụng như vậy tôi biết chứ bộ, nhưng mà chuyện của tôi cũng lỡ rồi. Anh Minh nè, tôi xin lỗi anh nghe. À, mà tôi nói cho anh nghe chuyện này, con Mận bạn tôi á, nó thích anh dữ lắm luôn á, hay là anh lấy nó đi. Không có đâu nghe, tôi không có lấy ai đâu. Từ nhỏ tới lớn á, trong đầu của tôi suy nghĩ là tôi sẽ phải làm chồng của Xuân thôi á, tôi không có lấy người khác đâu. Anh không nghĩ cho tôi á thì anh cũng phải nghĩ cho tía tôi chứ. Anh Minh, tía tôi á vì chuyện của anh mà buồn ngày buồn đêm luôn á, tóc của tía tôi bạc hết trơn luôn rồi kìa. Bây giờ chỉ có cách là anh đi lấy vợ thì tía tôi mới vui được thôi à. Tay có Xuân đẹp ghê, ước gì ngày nào á cũng được chạm vô tay của Xuân, tôi vui lắm luôn. Anh ôm tôi luôn cũng được mà. Cái gì vậy? Thôi, không có ôm được đâu. Làm vậy tội nghiệp chồng của Xuân lắm á. Lâu lâu tôi nhớ quá, tôi chỉ cần tôi chạm gì nè, tôi thấy vui rồi. Bị sao vậy? Không khỏe hả? Thôi để tôi đưa Xuân về nha, phải giữ sức khỏe để đẻ con nữa đó. Không sao đâu, tôi về mình ôi được rồi, tôi đi nha. Hả? Ủa mà chồng của Xuân tên gì vậy? Tên Khanh. Đi về nghe. Thì ra là sát dài dướng của họng mình thôi à. Làm hết rồi chưa? Mình nói xạo vậy mà cũng tin nữa. Không thèm hỏi gì hết trơn á, là mình áy náy muốn chết luôn vậy à. Người gì á mà thật thà thấy sợ luôn á. Giả bù với ông Khanh cái mặt thấy gian. Cái chuyện này để càng lâu nó càng dở. Tía tính vậy nè, ngày mai á hai đứa lên xã làm đăng ký kết hôn, rồi ngày mốt làm đám cưới luôn. Làm giấy đăng ký kết hôn chi vậy tía? À đúng rồi á, làm chi vậy tía? Bây giờ người ta cưới nhau người ta đâu có cần đăng ký kết hôn đâu tía. Mày định xù con gái tao hả? Mày định để cho tao nuôi cháu ngoại tao một mình hả mày? Còn con Xuân này nữa, bình thường thấy con khôn ngoan lắm mà, sao bữa nay tự nhiên ngu đột xuất vậy con? Dạ con biết, nhưng mà không ấy, mình để từ từ được không tía? Đúng rồi, để từ từ đi tía, con bé này nó đúng, quên ơn Xuân nói đúng rồi tía. Để từ từ đi tía, đừng có gấp. Không có đúng sai gì ở đây trơn à. Bây giờ một á là ngày mai đăng ký, ngày mốt đám cưới. Hai là dọn quần áo đi ra khỏi nhà ngay trong ngày hôm nay. Suy nghĩ đi tía ơi, suy nghĩ lại đi tía. Tía tía à, giờ sao chị Bảy? Giờ chị tính sao chị Bảy? Sao là sao? Tôi biết tính sao. Ây, trời ơi chết rồi, tự nhiên có chồng khơi khơi vậy làm sao? Than cái gì? Tôi mới là người đáng phải buồn đây. Một mỹ nam tiểu người mê như tôi bây giờ tự nhiên có vợ. Có vợ đó. Gì vậy? Gì âm sầm bay? Sao mặt tía bay quạo đau ra rồi đó vậy?
má ơi. Gì? Thôi chết rồi. Tía kêu ông đi làm giấy đăng ký kết hôn. Cái gì? Đăng ký kết hôn hả? Bây giờ làm sao bây giờ? Con không muốn có chồng vậy đâu. Mẹ đất ơi, sao ông này ông hấp tấp vậy cả? Bây giờ đăng ký kết hôn rồi mấy mốt sao lấy thằng khác được nữa? Đúng rồi, sao mốt lấy con khác được? Nín đi, gái tôi không lo thôi chứ cậu lo cái gì? Cũng tại má hết đó. Biết vậy á, con nói với tía là con không ưng anh Minh cho rồi. Con nghe rồi, má làm cái này làm cái kia, bây giờ mọi chuyện như vậy đó. Thôi, con ra con nói với tía luôn á. Trời ơi, bậy đâu có được con. Bình tĩnh đi, mày làm má rối rồi nè. Yên, để má suy nghĩ cách. Không có làm khó má được đâu. Bây giờ ôi trời ơi, dễ ẹt à. Bây giờ vậy nè, thằng Khanh trốn lên Sài Gòn đi là xong chuyện à. Đúng rồi, anh trốn đi Sài Gòn đi. Trốn sao được mà trốn, còn lao biết trốn đi đâu đâu trốn. Anh trốn đi, tôi đưa cho anh thêm tiền. Ừ, vậy để tôi đi trốn. Hả? Trời ơi, nó lọc lộng lẹo quá. Lấy tiền đưa cho anh đi má. Khoan. Cái gì nữa vậy? Chết, không được. Tụi thằng xấu xèo nó đang chi lùng mình ráo riết lắm. Lên đó bây giờ không có tiền trả cho tụi nó là tụi nó hốt xác mình luôn. Dù sao ở đây có con vợ đẹp như con Sưng thì cũng hay thiệt. Phải nghĩ cách ở lại đây mới được. Nè. Vô lấy đi nha, lấy nhiều nhiều nha, lấy ít đi không có được đâu á. Làm mau, làm mai hè đó. Coi chừng dắp cái ghế té bây giờ. Đi từ từ thôi. Em đưa anh qua những cánh đồng thăm lúa Việt Nam. Việt Nam. Sao này vui quá vậy? Bữa nay tôi hên nè. Ê, chiều nay á tôi bao bạn chè nha. Ý, nhưng mà thôi, ăn chè hoài chán lắm. Hay không ấy, mình ăn lẩu đi. Để tôi rủ ông Minh với lại anh Cam đi. Mệt quá à. Rủ anh Minh thì rủ anh Minh thôi. Mắc mớ gì rủ thêm ông Cam. Ổng vừa nói nhiều mà vừa vô duyên nữa. Mệt đâu quá à. Làm gì ghét người ta dữ vậy? Nè, người ta nói á, ghét của nào trời trao của đó. Bà coi chừng đó nha. Thiệt hả? Ừ, chứ sao, anh Minh của tôi nói như vậy á. Ý, bây giờ tôi phải chạy về nhà kiếm anh Minh liền. Chứ nếu không ông Cam rủ mình đi chơi rồi á, là bà hết cơ hội á. Ê, đi nha. Ghét của nào trời trao của nấy. Gì Xuân? Làm gì tới lui hoài vậy? Trời ơi má ơi, thôi chết rồi. Gì? Con rầu quá à. Gì? Bây giờ tự nhiên anh Khanh á lại đau bụng á, nằm trên chảnh xá đó. Ảnh không có về Sài Gòn được á. Rồi lỡ anh về đây á, tía thấy ảnh, tía bắt con làm đám cưới làm sao? Trời đất ơi, chết rồi. Cái thằng này đau bụng gì mà sớm không đau, trễ không đau, đau ngay cái lúc này. Thì có lựa lúc đau ghê á. Bây giờ sao giờ má? Đau quá con ơi, giờ sao? Con phải suy nghĩ đi chứ má cũng rối nè. Má hả? Hay là nó nói thiệt với tía đi. Bảy, đâu có nói thiệt được con. Nếu con lấy thiệt á là con phải lấy thằng Minh hả? Con quên lý do tại sao con phải lên Sài Gòn sao? Xong rồi đó cô. Bên kia còn nữa không? Còn. Ủa? Sơn Sưng ra ngoài đi chợ mua rau hả? À? Để tôi lựa rau dùng cho. Thiếp Năm á có chỉ tôi cách lựa rau sạch nè. Nè, lựa mấy cái rau nào mà có sâu nhiều như vậy nè là rau sạch á. Ý, ghê quá à. Làm sao mà ăn nổi. Thôi anh Minh để xuống đi, để đó em lựa cho. Đâu có sao đâu à. Mấy con sâu này về á mình rửa sạch, mình bóc nó ra hết rồi. Vậy đó, rau mà không có phun thuốc, thiệt á. Xuân sướng thiệt nha, có chồng am hiểu vậy á, sau này tha hồ mà ăn rau sạch ha. Minh mày làm gì bên đó vậy? Đi qua khiêng hũ củ dừa về. Thôi anh đi khiêng dừa đi, để đó em lựa cho. Nhớ lựa mấy cái có sâu quá nha. Dạ. Ra ngoài kia không? Dạ. Chỉ biết trên môi nó nụ cười, dù cho nhân gian là cay đắng,
Nhưng khi ai cần sẵn sàng tôi sẽ chia. Thật ra cũng nhiều lần tôi khóc, thầm ước ao hạnh phúc riêng mình. Xuân ơi, Xuân leo lên đi, tôi dở về khỏi phải đi bộ. Anh kêu em vui đây ngồi hả? Bộ anh coi em như mấy củ hủ dừa này vậy hả? Hả? Xuân. Chị Năm. Gì? Chị Xuân á, càng lớn á chị càng xinh đẹp ha. Mà xinh đẹp á, lấy phải anh Minh khờ á cũng như không mà. Duyên phận hết rồi con ơi. Duyên phận gì đâu dì ơi. Tại vì chú Hai á, chú hứa gả chị Xuân thôi. Chứ con này mà xinh đẹp như chị Xuân á hả, là con lấy chồng giàu nè, chồng khôn nè, cho sướng tấm thân. Thằng Minh á, nó hiền nó quá khờ. Chứ nó có phải khờ thiệt đâu. Hiền đâu mà hiền dì ơi. Khờ thì có á. Nhiều lúc nè con đi kế chị Xuân con còn mắc cỡ giùm cho chị nữa. Trời thôi kệ nó đi con ơi. Mày nhiều chuyện quá à. Sao em đi đâu cũng đập anh hết vậy? Chắc tại mình có duyên á. Xíu nữa Xuân có đi chợ không? Xuân đi chợ đi. Xuân đi theo tôi xách đồ thôi. Cái đồ nặng lắm luôn á. À không, tí em đang mà nguộn á, nóng quá nên là kêu mua chanh dây uống cho mát. Sao Xuân không chịu mua cà phê cho chú Hai uống á? Giờ chú Hai đi làm cho hai uống cà phê tỉnh táo. Làm việc mới không bị ngủ. Kỳ ghê á, trời nóng tím kêu mua chanh dây thì mua chanh dây, tự nhiên kêu mua cà phê. Tại thấy cà phê tỉnh táo, táo không vậy? Hết biết, trời nắng rồi uống chanh dây cho nó hạ quả, uống cà phê cho lên ăn xong hả? Đúng là xấu hổ thiệt. Chưa lấy còn xấu hổ vậy. Lấy rồi mặt mũi nào nhìn mặt nhau nữa chứ. Bây giờ để coi coi. Coi thằng Khanh nó có hết bệnh không. Nó hết bệnh đi rồi khuya nay nó về Sài Gòn cũng được nữa. Đó rồi mình còn biết cách mình nói với Tía. Khổ ghê luôn vậy á. Còn nếu không được nữa má phải nghĩ cách khác. Hey. Trời ơi, hốt hồn mày lại coi. Trời ơi, làm gì người mắc hồn vậy? Đâu có gì đâu à. Không có gì. Trời ơi, không có gì mà kêu tôi ra quán mà sáu uống cà phê đi rồi lát ra tính tiền. Tôi uống hết hai ly cà phê đợi ông hoài cũng chẳng thấy ông đâu là sao. Thì xíu nữa tôi rảnh á, tôi ra tôi trả hai ly cho. Ba ly lận. Ủa, mới nói hai ly xong mà. Tại lúc nãy á, tôi uống hai ly. Xong cái tôi gặp người bà con của ông rồi tôi tính luôn ly cho ổng luôn. Bà con nào? Đâu có bà con gì đâu. Người đó tên gì vậy? Thì tên Khanh gì đó. Ở Sài Gòn về. Trời đẹp trai cao ráo lắm. Nói là bà con của ông Hai. Mai mốt á, ông mà cưới Xuân về, ông là con rể của ông Hai rồi thì mai mốt ông đó cũng là bà con ông mà đúng gì nữa. À, không phải bà con đâu. Tên Khanh đúng không? Người đó là chồng sắp cưới của Xuân á. Không. Cái gì? Anh Hai nói cái gì vậy? Chồng sắp cưới là chị Xuân cưới người khác đó, hả? Anh đâu có biết đâu. Hồi nãy chú Hai với Xuân qua bên đây nè. Xin lỗi anh. Nói là Xuân đi học nghề á. Xong rồi cứ yêu. Yêu người nào á, tên Khanh. Rồi giờ yêu nhau rồi. Muốn làm đám cưới với nhau. Về đây á, xin phép chú Hai cho làm đám cưới. Gì kỳ vậy? Vậy là không có được. Không chịu. Không chịu, không chịu, không chịu. Đúng rồi. Không chịu, không chịu, không chịu. Tôi đi qua tôi rủ anh Minh đi ăn nậu. Mà làm
tôi thương anh Minh nhiều lắm. Mà bây giờ cái con Xuân cà chớn đó, nó đòi bỏ anh Minh lấy chồng thành phố kìa. Thiệt hả? Bà bị khùng á? Làm gì vậy? Anh Minh anh đang buồn thối ruột thối gan kìa, kìa. Tự nhiên bà còn vậy? Thì không có em Xuân thì cũng còn em Quýt mà. Bà đừng có lo, tôi sẽ không làm cho anh Minh của bà phải buồn đâu ha. Bà khùng vừa thôi đi. Tôi bà định làm gì? Tôi tức quá mà. Bây giờ tôi phải qua đó chửi hai mẹ con Xuân một trận cho hả giận mới được. Ê, cho tôi đi chửi thôi với nha. Trời, tôi tức con Xuân này lâu lắm luôn rồi đó mà không có dịp chửi. Bây giờ có cơ hội rồi. Đi, 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 đi. Ok. Nghe hai nói nè, em không có được qua nhà chú Thím Hai, nó hỗn bẩn nghe chưa. Chú Thím là bạn của Thím Á đó. Đi về nhà đi nhanh lên. Tụi gì mấy người đó thất hứa với anh trước chứ bộ. Tham vàng bỏ ngải. Đúng rồi đó, cái đồ tham vàng bỏ ngải. Tham thành phố, bỏ nhà quê. Bỏ luôn cái cô gái tóc dài ngang lưng, dáng thước tha mặn mà, luôn luôn đợi chờ anh trong sự chung thủy thiết tha. Ủa, em nói ai à? Thì em nói cái cô gái mà mặc áo bà ba màu xanh, đứng trước mặt anh nè, dáng người đẩy đà, mắt long lanh. Em á hả? Mình đâu liên quan gì nhau đâu. Út, chị Xuân á bị người ta dụ dỗ thôi, mà chú Thím Hai á cũng không có lỗi gì hết nha. Nghe lời anh đi về đi nhanh lên. Không, em không có chịu. Bà ơi, mà anh Minh anh nói đúng rồi đó, chứ chị Xuân có lỗi chứ chú Thím Hai không có lỗi gì đâu. Thôi đừng chạy qua bà, anh đừng chạy. Ê, vậy rốt cuộc á là bà đứng về phe nào? Sao bà ba phải quá vậy? Tôi không chịu đâu. Mặc á. Ơi Lan. Út. Anh Minh. Út. Trời ơi, trái mướp nó ngon. Cái này có mớ lòng gà lòng vịt xào nữa là thôi á. Má cháy. Gì vậy bà tớ? Bà làm gì bà chạy vậy? Bà làm như ai quánh ghen bà không bà? Bà hai ơi, tôi gì vậy? Thì con người ta thắt cổ tự tử. Hả? Cái gì? Ai thắt cổ? Ăn ai tự tử? Thằng Minh Hùng á. Thằng Minh Hùng? Nó tự tử. Rồi sao? Rồi chết chưa? Chưa chết rồi. Cuối cùng là chưa chết hay là chết rồi? Nó chết rồi, nó thè lưỡi ra luôn mà. Hả? Ở đâu vậy? Trời ơi, tại gia đình nhà bà đó. Từ hôn của nó chi giờ con ta thắt cổ tự tử tội nghiệp quá trời. Thôi nghe, đừng có chơi mà chơi đổ thừa gia đình nhà tôi nha. Trời ơi, Minh ơi, tôi nè. Ông bà. Bà sao vậy? Tôi sợ quá ông ơi. Tôi nằm mơ thấy ác mộng. Bà thấy cái gì? Tôi thấy thằng Minh nó treo cổ tự tử, nó lè lưỡi vậy nè. Trời ơi, ghê lắm. Thôi đi, không có chuyện đó đâu. Lúc nãy tôi cũng sợ nó buồn, nó làm chuyện dại dột, cho nên tôi có qua gặp nó. Ai mà dè nó còn khuyên ngược lại tôi nữa chứ. Nhưng mà tôi nằm mơ thế, tôi lo trong bụng quá à. Thì cũng tại ông hết á. Sao tại tôi? Hồi sớm mơ này ông hù tôi đó. Ông nói ông sợ nó là nó sẽ nghĩ quẩn, nó treo cổ nó tự tử. Đó, bây giờ tôi nằm mơ tôi mới thấy ác mộng đó. Nhiều khi trước mặt mình á, nó mạnh miệng nó nói vậy. Nhưng rồi sau đó, khi đêm khuya vắng một mình á, mình ên nó tự nhiên nó nổi cơn buồn lên. Nó suy nghĩ sao đó rồi nó làm chuyện dại dột. Trời ơi, thôi đi. Dám lắm mà nghe. Thôi đi, ông nói ông làm tôi sợ quá. Chết rồi trời ơi, lỡ nó có chuyện gì chắc tôi ân hận cả cuộc đời này quá. Giờ sao đây? Ông ngoài còn tối ôm mà mấy giờ rồi ông? Khoan, chờ chút, chờ chút. 4 giờ sáng. Trời ơi. Nóng gan quá ông ơi, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa nè. Bà làm cho ruột gan tôi nó cũng nóng chứ không phải giỡn đâu. Bây giờ có ngủ lại cũng không được đâu, tôi phải đi thôi. Khoan, đi đâu? Qua bên nhà đó, để coi nó mà có lỡ nó làm cái chuyện gì dại dột, tôi còn càng nhanh kịp thời. Nhưng mà ông ơi,
Ông ơi, ông. Trời đất ơi, sao đây bỏ tôi nhàn mình vậy nè trời. Sao dạ? Đúng là tôi khùng mà. Tại tôi thấy vừa nước ngon quá à. Tôi tính trèo vô để hái vừa nước cho cô ăn á. Còn có kéo tôi lên. Xuân có sao không dạ? Dạ làm cái gì vậy hả? Tại ăn thì tôi nghĩ là hả vừa nước này ngon lắm á. Ăn vô là mát lắm cho nên tôi định vô tôi để cho Xuân ăn á. Trời ơi, tôi có nói là tôi muốn ăn vừa nước rồi nào đâu. Lỗi mà. Đúng là đồ khùng mà. Chắc là hết tiền rồi. Mẹ ơi, 4:00 sáng luôn rồi. Giờ này ngủ chi nữa. Thôi, ra sửa máy hiền luôn. Tài, vợ ông nhận ra chưa? Nè, nhìn kỹ coi. Thiệt tình luôn á, cái đường tắt đây không đi, đi đường vòng chi cho nó xa vậy không biết nữa. Bà theo tôi chi vậy? Thì tại thấy ông đi mình ơn, tôi không có yên tâm. Tôi đi theo coi thử lỡ có chuyện gì xảy ra làm sao. Đàn ông gì mà nhát như thỏi đế. Trên đời làm gì có ma có cỏ mà sợ. Bà làm kiểu này tôi đứng tim tôi chết là bà chịu trách nhiệm. Đứng lên, thiệt tình đi theo tôi nè. Đàn ông mà không có mạnh mẽ gì hết. Ê, đứng lên. Nhát bà chịu trách nhiệm đó nha. Nhát quá trời à, theo tôi nè. Trên đời này không bao giờ có ma đâu. Đi theo tôi. Đi theo. Ông ơi à. Ông à. Ông ơi. Tôi nè. Hả? Cái gì vậy? Cái gì thì tôi đi với bà mà bà cứ kêu ông ơi ông à. Ông ơi, sao chồng nó yên lặng quá. Có khi nào ở chồng nó đang cắt cổ, nó tự tử, nó lè lưỡi, nó chết không? Ông ơi bây giờ sao? Bây giờ là mình phải đột nhập vô trong đó. Bây giờ sao? Ở trời có con chó kìa ông coi chừng á. Ông ơi bây giờ cửa nó khóa cứng ngắc rồi giờ sao? Giờ phải sao? Ôi leo vô đi. Mình ơi, bình tĩnh con ơi, đừng có nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột. Bởi vậy tao với bà tôi nói nóng ruột, nóng gan là không có sai mà. Giờ chồng đâu ai ngủ được đâu. Nghĩ đến cái chuyện mày đưa đem đánh cháy rồi mày đối cái chuyện buồn rồi mày làm cái chuyện bậy bạ ý như là không có sai mà. Té còn chú hai không? Mà Minh ơi, dạ. Có cái gì mình cũng bình tĩnh con ơi. Chuyện đâu đó còn có đó, có đâu mà đi nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột vậy Minh ơi. Ủa? Mày có bà mẹ nào tội nghiệp tao có lỗi với ba mày với má mày. Con làm cho chú đi con ơi. Dạ dạ, cho té con. Đi chung.
Con bé chú Hai. Rồi, đúng rồi. Trời ơi, đừng có làm bậy con ơi. Không có nên con ơi. Ủa, con làm gì mà bậy hả chú Hai? Mày bắt than nè. Mày đem dây lên, mày tự kết liễu đời mày hả? Mình ơi, con Xuân, cái chuyện nó dùng sao thì nó cũng xong rồi. Con phải bình tâm, con phải sống chứ. Biết đâu sau này con gặp được người khác nó tốt hơn, nó xứng đáng hơn con Xuân thì sao? Có đâu mà dại dột mà nghĩ đến cái chuyện kết thúc cuộc đời mình vậy? Dạ, con hiểu rồi. Ừ. Con đâu có làm gì dại dột đâu chú. Không làm cái gì hả? Mày bắt thiên, mày làm, mày đem dây lên, mày tự tử mày chết hả? Con lên con sửa máy hiền. Máy hiền nhà con hôm nay nó bị hư á, con chưa kịp sửa nữa. Sửa máy hiền à? Dạ. Sao nãy giờ không nói? Con đâu có kịp nói với chú đâu. Con mới mở miệng ra là chú nói hết rồi. Con nói leo chú đâu. Tao nhảy vô trong họng này nha. Ông mà chú đi đâu mà sáng sớm 4 mấy sáng chú qua nhà con vậy chú? Đi văn câu với thím Hai mày. Ừ. Cái đi ngang đi nè. Nhìn vô trời ơi, thấy mày bắt cái thang rồi mày dây nhợ mày leo lên hết hồn hết vía. Tưởng mày cái chuyện kia. Cho nên là mới vô đây đó. Ừ. Thôi làm gì làm đi ha. Dạ. Chị Sáu ơi, chị Sáu. Chị Sáu ơi. Chị Sáu. Gì vậy? Dạ. Vô á, làm cho con gấp ly cà phê nha. Rồi nhiều đường, ít đá, rồi cộng thêm bình trà đậm thiệt to nha. Lẹ đi. Thôi đến đây. Trời đất ơi, mày tới mày nói lia lịa thì y như cũ chứ gì. Mà táp táp làm như ăn thịt tao vậy. Trời ơi. Thịt của chị Sáu ơi, vừa già vừa dai ai ăn cho nổi. Mà tại con xin lỗi vì sao, tại con bực quá suốt đêm con ngủ không được. Cái gì bực mình? Thì thằng quỷ thằng Khanh gì đó nó gạt con. Ủa, nó gạt mày cái gì? Thì đó, hôm bữa nó nói là bà con của ông Hai, con mới bao đứa ly cà phê để mình quan hệ xã giao, đúng không? Cuối cùng đâu phải vậy đâu, nó sắp làm rể ông Hai rồi. Đã như vậy nó còn đố con câu đố gì mà cháu ngoại của ông Hai là kêu ba nó bằng ông nội. Trời ơi, con suy nghĩ nhức óc luôn. Mày nói tao nghe tao còn không hiểu, đừng nói chứ cái gì hết trơn á. Dạ. Mày nói sao? Mày nói cái thằng đó làm rể của ông Hai hả? Dạ. Anh Minh này ngộ quá à. Làm gì có người ta nào ở đây đâu. Anh Minh cứ ngại vậy hoài à. Con Xuân nó bỏ đi rồi, có gì anh làm gì vậy? Thấy đau bụng quá à. Anh bị đau bụng mà. Đau chỗ nào để em coi cho. Em coi cho. Hả? Nè, không biết cô bận ở đây á, uống giùm cô ly cà phê nghe. Tôi chạy về nhà cái tôi đau bụng quá à. Anh Minh ơi, bình tĩnh con ơi, đừng có nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột. Bởi vậy tao với bà tao nói nóng ruột, nóng gan là không có sai mà. Hai vợ chồng đâu ai ngủ uống được đâu. Bé tay không có chuyện mày đưa đi đâu. Cái gì vậy anh Cám? Lỗ thằng lùn gan. Ê, mày nói ai lùn gan? Tao nói với mày là thằng thành phố lừa gan đó anh Cao. Mày quay chơi với tao. Mày quay tao chơi mày liền á. Ủa vậy? Qua đây mày, chơi mày, bất cẩn quá. Ok chưa? Bình tĩnh chưa? Mày bình tĩnh chưa? Mày đứng vững chưa? Mày đứng vững rồi đúng không? Mày té. Mày nói cái thằng đó làm rễ của ông Hai hả? Dạ. Ủa? Tụi nó làm rễ của ông Hai rồi thằng Minh bỏ cho chó ăn hả? Cái gì? Nè, con để gì lớn gì không được xúc phạm bạn con nghe. Con không để gì nữa đâu. Vì nó bạn con để cho chó ăn. Vì biết chó nó ăn cái gì không? Thì nó ăn gì? Hả? Nghỉ chơi gì luôn? Không được ông ơi. Trời ơi, ta nói cái đăng ký kết hôn là ngày trọng đại của sắp nhỏ. Mà tự nhiên cái xe nó hơn là có điểm. Không có được ông ơi, quản lại với tụi con quan đi. Đúng. Quản cái gì? Không có xe này thì đi xe khác. Để tôi vô tôi lấy cái xe hơi hai bánh của tôi đưa cho nó đi. Chờ chút. Xe hơi mà hai bánh trời đất ơi, đâu ra vậy trời. Ủa, nhà em có siêu xe hả? Chỉ cần cái giờ em ra em mua cho anh tô hủ tiếu là được rồi. Vô duyên. Ông muốn ăn hủ tiếu thì ông tự chạy ra ông mua đi. Tôi hỏi anh Minh chứ không phải hỏi ông đâu mà ông trả lời vậy hả? Làm cái vậy hả? Hả? Trả lời giùm thôi. Thôi, hai đứa giống như chó với mèo vậy đó.